chuyện tình cảm của hai đứa cũng cũng cứ như vậy trôi qua một cách khá là êm đềm. Nhưng mà Thắng nghĩ là có một cái thói quen á mà Thắng cùng với Nhi đã luôn luôn cố gắng gìn giữ, đó chính là mình sẽ chia sẻ mọi thứ cùng với nhau, cả những cái sở thích nè, hay là những cái nỗi lo trong cuộc sống của cả hai đứa, hoặc là những cái dự định sắp tới mình sẽ cùng nhau sẽ có những cái kế hoạch gì cho tương lai đây, hoặc thậm chí là thỉnh thoảng thì cũng sẽ có những cái bất đồng quan điểm thì cả hai cũng sẽ chọn cách là sẽ ngồi lại để mà thảo luận cùng với nhau, để nhờ như vậy mà Thắng nghĩ là lúc nào cũng giữ được cái sự kết nối chia sẻ cùng với nhau hết. Và cũng không thiếu đi những cái buổi hẹn hò riêng tư vào những cái dịp đặc biệt ở trong năm, những ngày đặc biệt như lễ Tết hoặc là những ngày kỷ niệm của hai đứa, thì Nhi và anh Thắng vẫn luôn giữ cho mình một cái thói quen là dành thời gian cho nhau. Đó, nói chung là có một cái ưu tiên hàng đầu mà cả hai đứa đã cùng gìn giữ, đó chính là gia đình lúc nào cũng sẽ là ưu tiên trên hết. Đúng. Đảo lộn nhiều lắm mọi người ơi. Như là đảo lộn mọi thứ. Không phải là riêng bản thân Nhi Thắng, mà Nhi nghĩ là cặp vợ chồng nào cũng vậy, sẽ có rất là nhiều sự đảo lộn trong cuộc sống, đặc biệt là với những đứa con đầu tiên, những con đầu lòng. Thì như mọi người cũng biết là hồi xưa khi mà chưa có em bé thì mình thích làm gì cũng được, mình thích đi đâu cũng được hết. Rồi khi có con thì cái chuyện đó nó đối với mình rất là xa xỉ. Mình đi đâu mình cũng không thể đi được thoải mái, và mình sẽ phải nhanh để về với con này. Rồi ngủ hồi xưa thì thức khuya xem phim, mình có thể đi xem phim cho đến tận 1 giờ sáng mình về là chuyện bình thường. Và sáng mình ngủ nướng là chuyện cũng bình thường. Nhưng bây giờ mình sẽ ngủ cùng giấc với con, dậy cùng giấc với con. Còn ăn uống thì là con ăn giờ nào, nói chung là mình rảnh giờ nào thì mình ăn giờ đấy. Nên nói chung là nó tùm lum hết, nó không có một cái kế hoạch gì hết. Mà gần như là đó, giống như các bạn đã thấy đó, thì cái quỹ thời gian của cả hai vợ chồng thì chắc chắn là sẽ dành hầu hết ở xung quanh con của mình. Nên là gần như là mọi thứ đảo lộn hoàn toàn luôn. Về khía cạnh này á, thì là gia đình Thắng và Nhi sẽ phân công theo tạm gọi là sở trường của mọi người đi. năng lực điểm mạnh của mọi người đó, là ví dụ như là những cái gì mà cần sức khỏe nè, đó thì là sẽ Thắng sẽ là người đảm nhận đó, bê vác vật nặng nè, hay là bất cứ những cái gì mà cần phải dục sức đó. Còn những cái gì mà về sự thẩm mỹ nè, tỉ mỉ nè, thì là Nhi sẽ là người đảm nhận. Nói ví dụ như là cụ thể ra đi, là ví dụ như là trong công việc chăm con đi, thì là anh Thắng sẽ đóng vai trò là một người bố rất là tuyệt vời. Bố là tất cả mọi người, bài hát bố là tất cả mọi người nhớ không? Đó, thì là cái gì mà nặng nhọc là thuộc về bố hết. Ví dụ như là đi, Winnie thì rất là thích đi dạo vòng vòng quanh nhà, nhưng mà đôi khi thì nàng ấy không có chịu ngồi xe đẩy. Và cũng đi bộ một thời gian thì cũng mỏi chân đi. Thì bố sẽ là người bế Winnie đi vòng vòng. Và đặc biệt là nàng rất là thích vừa đi vừa với mấy cái lá cây ở trên cây cao đó. Thì là Thắng ấy là kết hợp luôn, vừa bế con mà vừa tập thể dục thì đó, bế Winnie lên để với mấy lá cây. Chứ mẹ trong những cái chuyện đó là mẹ chịu thua rồi. Mẹ chỉ có cơm nước cho Winnie, rồi tắm cho Winnie ăn, rồi ru Winnie ngủ đó. Chơi là ba. Thường á, thì theo Thắng thấy á, đa số mọi người sẽ ưu tiên cho người phụ nữ trong gia đình để mà là cái người mà giữ là tay hồng chìa khóa. Ngược đầu quá thế. Đó, bởi vì là thường là người phụ nữ sẽ là cái người mà tỉ mỉ hơn, biết dè sẻn hơn, cho nên là sẽ quản lý tiền bạc nó sẽ dễ hơn. Chứ không phải là em tiêu nhiều quá cho nên em giữ cho tiền. Không, tại vì là không phải tiêu cái gì hết. Cái tiêu ở đây là gì, là phải đi chợ. Chi tiêu cho gia đình. Đúng, phải mua quần áo cho con nè, rồi phải mua đồ chơi cho con, mua sách học cho con, ví dụ như vậy. Đó. Nhưng mà Thắng nghĩ là
về vấn đề mà quản lý tài chính á, thì nên là cả hai vợ chồng sẽ ngồi xuống cùng với nhau để mà cùng nhau thảo luận và đưa ra những cái kế hoạch tài chính cùng với nhau. Thì Thắng nghĩ đó là một cái hướng sẽ rất là tốt cho gia đình đó. Tuy nhiên thì tóm lại là ở nhà này thì Nhi là tay không chịu khoan. Có một cái may mắn là cả hai vợ chồng cùng làm chung một lĩnh vực, cho nên là gần như là có thể khá là thấu hiểu công việc của nhau, chia sẻ và có thể chia sẻ được tất cả mọi thứ ở trong công việc. Nên là đối với Nhi thì anh Thắng là một cái chỗ dựa vô cùng là vững chắc trong cái sự nghiệp hoạt động của mình. Là phụ nữ mà dù gì thì cũng có cái sự yếu mềm ở trong đấy, nên là đối với cái chặng đường hoạt động âm nhạc của Nhi á, thì anh Thắng luôn luôn là người giúp cho Nhi định hướng rất là rõ ràng cái hình ảnh cũng như là cái hướng đi và những cái kế hoạch của mình như thế nào. Thì anh Thắng luôn luôn là một người giúp Nhi vạch ra rất là rõ những cái điều đấy. Và từ đó thì nói chung là cả Nhi và anh Thắng, như anh Thắng có chia sẻ là cùng nhau làm trong một cái môi trường đó chính là nghệ thuật, nên là cả hai có cùng những cái quan điểm, những cái suy nghĩ và những cái sự chuẩn bị rất là cụ thể. Nên là cái đó cũng là một cái điều rất là may mắn đối với Nhi và Thắng. Tất nhiên là có đủ nếp đủ tẻ thì sẽ rất là vui rồi. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất mà Nhi và Thắng nghĩ đó chính là mang lại cái sự hạnh phúc và niềm vui cho con là chính. Nên Nhi và anh Thắng sẽ cố gắng xây dựng một cái gia đình thật là đầm ấm, cũng như là mang lại thật nhiều sự yêu thương cho con của mình nhất có thể. Định gần nhất của Thắng và Nhi đó chính là đang rất là mong muốn sẽ có một cái chuyến du lịch thực là đã cùng với gia đình mình. Bởi vì bữa giờ thì cũng chưa có đi đâu được hết. Và Thắng và Nhi rất là mong là bây giờ Winnie cũng đã lớn hơn rồi, đã có những cái cảm nhận khá là tốt đối với thế giới xung quanh của bé. Nên là Thắng Nhi rất là mong là sẽ được bế Winnie đi đây đi đó để giới thiệu với con gái. Thế giới thực là tươi đẹp như thế này đây. Đồ ăn thật là ngon con ơi. Năm 2013 thì Nhi và anh Thắng đã rất là vinh dự khi nhận được một cái giải thưởng, đó chính là cặp đôi của năm. Thì nó thực sự là cái cảm xúc lúc đó nó rất là hạnh phúc, bởi vì là cảm giác như là cái chuyện tình cảm của mình được mọi người yêu mến, ủng hộ này, và có một chút gì đó gọi là cảm hứng ở trong tình yêu đối với tất cả mọi người. Nên là đó, lúc đó nó cũng giống như là một cái nguồn động lực rất là nhiều cho cái chuyện tình cảm của Nhi và Thắng. Và cứ thế thì Nhi và Thắng vẫn tiếp tục hẹn hò với nhau một khoảng thời gian. Và đến năm 2019 thì Nhi và Thắng đã chính thức về chung một nhà. Và hiện nay thì cả hai đã có với nhau một cô công chúa. Winnie.